Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một em game anime hải tặc hả? Phiên bản chơi lâu dài. Đúng chất chơi lâu dài luôn các bạn ơi. Theo thấy thì con này nó lên tới tầng này là hình như nó lên tới là gì server 62 rồi, 61, 62 gì rồi đó các bạn. Thì tính đi nó lâu dài cỡ nào. Đó. Mà hổm gài hình như theo thấy thì một tầng nó ra chỉ có một server thôi các bạn ơi. Đó, thì tính ra là tính ra lâu lắm rồi đó các bạn ơi. Đó. Một con game pre mà nó ra nhiều server như vậy thì cái tính ổn định của nó là quá ngon rồi. Nhiều ông mà chơi chắc cài cuốc từ X1 tới giờ thì chắc cũng top hết rồi. Không thì mấy anh em mà nạp đồ cũng top hết rồi. Top liên server luôn chứ. Ok. Right, đầu vô thì... À quên, muốn nhận cái này thì phải mở VIP ra. Hey, VIP thì A-Ship VIP nằm ở trong túi hả? Đó, rồi giờ vô nhận cái này mới được nè, tại nhiều tướng lắm. Đó. Ok ha, 300 mấy luôn ấy. Đó, nó đang lên nè, 200 mấy nè, nó đây nè, đó. 342 tướng. Trừ con Roger đầu game ra thì 300 mấy rồi đó, 342. Ôi trời ơi luôn. Đó, rồi, giờ đến với thông tin server nhập code các kiểu con đà điểu. Đây, code line xe lụm luôn rồi nha. Rồi, đây, hải tặc chiến đấu phiên bản update mới nhất hiện nay miễn phí iOS chính thức khai mở X61 Bartolomeo. Thời gian 10 giờ ngày 12 tháng 11 2023. Ôi trời ơi, 12 tháng 11 rồi các bạn ơi. Ôi, 18 ngày nữa là 2024 rồi. Trời ơi, nhanh quá. Bị già thêm một tuổi rồi. Không biết là sẽ ngồi đây làm game chứ các bạn bao lâu nữa đây. Những anh em mới, những anh em cũ, những anh em trẻ và những anh em già như heo ha. Ok, cho heo xin một cái like cái nha. Kéo xuống xin một cái like cái nào mất không quá 2-3 giây, 4-5 giây hay 5-10 giây gì các bạn đâu. Đây, website hải tặc chiến đấu.com, iOS, Android, chơi ổn định trên iOS, Android và giả lập PC. Group Zalo, lưu ý chơi game, tỷ lệ nạp siêu khuyến mãi 1000%, 100.000 VND bằng 10.000 SUF đối với Momo và Banking, 100.000 VND bằng 8.400 SUF đối với hệ cào. Đó, nạp đầu 100.000 nhận ngay bộ trang bị 28 sao. Ở tích nạp, lưu ý ưu đãi nạp cho gì? Ưu đãi anh em nạp đầu 100.000 nhận được có sự kiện long tin và fan cứng mà không cần làm nhiệm vụ nữa hả? Quà tân hữu 150 triệu kim cương, full 2 set 8 món 20 sao, 3 set 8 món 21 sao ở quà lai xe. VIP 22, VIP 30 nhận quà lai xe, tặng full tướng mới Bullet Abulo Wano Hawking, hồi nãy mới nhận xong. Skin tướng mới 5 tỷ bạc, 5 tỷ A-Ship tướng siêu cấp chiến kỵ, vé chiêu mộ, vé chiêu mộ nguyên tố hồn 9 sao 10 sao, đá hức tỉnh thiên khải, hức tỉnh năng lực, hức tỉnh thạch. À, đây có tích hợp sẵn trên web sự kiện long tin line xe 10 nhóm full 3 set 8 món 21 sao, 11 triệu điểm A-Ship VIP lên VIP 30, 5 triệu kim cương, 500 triệu A-Ship tướng, 500 triệu belly, đá hức tỉnh năng lượng. Đó. Đây, đua top lực chén, top 1 120 triệu kim cương, 4 bộ trang bị 28 sao, 40.000 rương belly, 30.000 rương A-Ship tướng, 3 triệu cường hóa huấn luyện, 100 tinh diệu phù văn,
4.500 đá thức tỉnh năng lượng, 1.500 thức tỉnh thiên khải ha. À, ok la liền, ba tô lầm mèo, lầm gà gì đó. Rau, boss line xe thì đã nhập, bây giờ nhập có tân hữu vào nữa. Ok. Ôi, tính ra con này nó lâu 8 hồn thì chứ, tính ra từ đầu năm tới giờ các bạn ơi. Ghê thiệt chứ. Không biết bên nào làm con game này mà đầu tư thì sợ hồn thiệt. Anh em chơi là nó nói mê ly. Thiệt, bên theo ít thấy con game nào mà mở tới level gì, server 60 mấy lắm các bạn. Trời ơi. Đây, ok. Đó, đẹp luôn. Quà wow. Rồi vô cắn ngay xếp VIP lên VIP 30 nữa. Chưa, mỗi ngày các bạn đăng nhập vào đây đó, điểm danh nhận được 2.500.000 kim cương, 1.000.000 quay xếp tướng và một số nguyên liệu khác hả. Đó, ngày lậu cũng như ngày lấy. Ok. Rồi giờ thì đi mua quà VIP các kiểu con đà điểu thôi. Đó, thấy gì mua được thì mua, không mua được thì từ từ mua. Nhưng mà quà VIP này nếu có tiền thì nên mua. Vì trong này nó có rương 5 sao, rương 6 sao các kiểu hả. Tự chọn đỡ phải ok, đỡ phải ngồi ghép các bạn à. 9 sao. Ở đây cũng có hồn 9 sao nè hả. Đấy, nên là lấy luôn. Ok, sao rồi, hết rồi đó. Giờ thì muốn nâng con nào thì vô nâng con đó, còn không thì đi chiêu mộ tiếp. Thì chiêu mộ tiêu cáp đây, triệu hồi ưu tú. Chỗ này là nơi mà rất nhiều tướng các bạn có thể quay ra luôn đó. Hao kinh đàng hoàng các bạn ơi. Ok, mũ rơm bullet. Ôi bullet thật à. Ồ, ok, Katakuri, Katakuri. Đó, Zimbabwe. Ok, Zimbabwe hồi còn trẻ thôi chị, nhìn mặt ngắm ngơ quá. Đó, nhau kinh đồ hả. Đó, Zoro Wano luôn các bạn ơi. Rồi, cường giả Miho luôn. Ok, baby. Đó, 5 sao và 5 sao VIP trong này rất nhiều luôn. Ôi, não cá vàng luôn, Roger luôn, Uta luôn. Mới tính hỏi là sao bình thường thấy Uta nhiều lắm mà nay quay không có mà thấy rồi. Đây, vé chiêu mộ nguyên tố 4.600. Ô là trời, tha hồ mà quay. Quay mà ta nói mệt xéo luôn. Đó, quay xong rồi vô cửa hàng mua tướng, thích tướng gì thì mua tướng đó thôi. Đó, tùy các bạn. Hít Uta, hít Roger, hít Bullet, hít Đà Lai Hột Me, hít gì chơi đó các bạn ơi. Đó, ok, nâng lên, nâng lên. Đó, đó, quá trời luôn, còn 4.500 nữa. Hít gì vô shop nguyên tố mua. Đó, Zoro Wano cũng có, Oden cũng có, Big Mom cũng có. À, Lowano, Bullet, Gaten, Toki, Abu, Uta nữa nè. Rabbit, ôi Rabbit rẻ hơn các bạn ơi. Đó, nghe đồn Rabbit cũng ngon lành cành đào lắm ấy chứ. Ok, đấy, Big Mom đồ nè hả. Rồi anh em muốn chơi con nào thì chơi. Đâu rồi, đây. Trong các bản mà Heo từng chơi thì Heo chỉ thấy có bản này con Toki là nó có hiệu ứng búp máu dòng chảy thời gian luôn các bạn ơi. Mấy bản kia thì hiếm hoặc là không thấy, hay là không biết tới hay gì đó. Nhưng mà trong trí nhớ của Heo là không thấy bản nào mà có. Chắc là những ở ngoài kia sẽ có nhiều bản có, nhưng mà trên kênh của chúng ta là chưa gặp qua thôi. Nó không có thì nhiều khi đúng. À, ok. À, đây. Yeah. Đố biết, đố anh em biết làm gì luôn á. Làm một đội hình siêu tướng nữ. À, chỉ toàn là nữ thôi.
nếu mà đội hình nữ thì chắc là đâu có thể nào mà Hiếu được Big Mom được đâu ta, đúng không? Nó cũng nữ mà. Nếu mà nữ thì đây con này nữa là ba con thì còn nào nữa ta. Big Mom thì nếu Big Mom thì phải cho đi cho có skin. Có skin Big Mom hồi trẻ đó. Chứ Big Mom hồi này thì thua. Bỏ Big Mom vô thì nó chổi cái đội hình liền luôn. Phải lấy con Uta ra thôi. Ok. Mặc dù Uta là tướng tăng không muốn đem nó vô đây nhưng mà tính ra vậy là một là mình phải lấy con Sira Hoshi, hai là mình lấy Big Mom. Ôi trời, khó nghĩ dữ. Lấy Big Mom bỏ vô đây. Big Mom đi. Đó, trời ơi, mẹ vĩ đại. Big Mom. Big là lớn, Mom là mẹ. Lớn mẹ, mẹ lớn. Ok, trời ơi. Tiếng Anh nó nói lù lót, dễ sợ luôn anh em à. Đội hình siêu cấp tứ hoàng đã ra đời từ đây. Ok. Trời ơi, game dễ tạo gia tộc ghê không? Một số game tạo gia tộc ta nó khó gì đâu luôn á. Ok, rồi. Mấy đứa bu vô. Đó, ui rồi ôi. Full team nữ luôn. Ok, đó. Đây là hiệu ứng của con Toki các bạn à. Đó. Nhập cải thời gian, búp máu đồ các kiểu con đà điểu. Một con tăng, con rabbit là con tướng công. Và con búp công ngon nhất hiện tại đó là con gì quên mẹ nữa rồi. Con Yamato. Đem mẹ lớn vô đó nhìn thấy nó chổi quá đúng không? Chổi quá thì chúng ta đem con Sira Hoshi vào là hợp lý luôn. Còn lại anh em muốn chơi con gì thì chơi hả? Đó, đây là test game mà trải nghiệm sơ sơ thôi hả? Thì còn lại là của anh em. Đó, chơi sao ngon thì chơi. Tại nãy giờ cũng chưa có nâng cấp tướng luôn. Ui là trời ạ. Hay, ủa. Quên sắp đội hình cho nó. Đây, ok, lý quá trời. Đó, trời ơi, đội hình hợp lý. Ủa, alo, sao con tướng tăng mà nó nằm ở dưới? Hoàn chỉnh lại liền. Đây, hợp lý, lưu lại. Rồi, ok hả, anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Rồi, thấy là đi xa rồi các bạn à. U là trời, đánh sao lại nó. Ôi ơi. Cái này là phải nâng cấp sau lên thôi. Hả, à, ngứa tay gì chứ. Lẽ giờ mình ngồi mình chơi mình quay hết luôn một nửa tiếng đồng hồ cho nó đẹp các bạn. Ok. Wow, Luffy ghi 4 kìa. Ôi. Một đội hình chỉ là 100 không mà đánh ăn đội hình 180-200 mấy luôn. Wow. Ôi đội hình nữ nhân kìa, đã gì đâu. Ngon lành cành đào bé ơi. Ok. Trời ơi hợp lý. Quá đẻ. Ơi cái nữa đi. Trận nữa đi. Ok. Nào. Đây. Đánh đi. Ủa. Nó bị kẹt cái hiệu ứng của con Big Mom hay gì á. Đó. Ôi mẹ già. Mẹ già như mít rớt cây. Ôi thua rồi. Đội hình ta 400-470 đồ không à. Mình thắng không nổi đâu. Đi thua rồi. Không ăn nổi đâu. Dù con Rabbit có mạnh cỡ nào đi nữa. Ok. Ôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok. Bye bye.